Để xí em làm xong chị kiểm tra lại nghe. Bật số nhẹ. Alo chị nghe. Chị Loan à, tầm 5 giờ hôm qua được không? 5:15. Ok em. Dạ rồi. À chị ở chỗ mua đó, chỗ này lý hay là chỗ bên kia? Chị ở bên mới em, bên Tân An. Rồi rồi rồi, ok chị. Mình khách thì đây là feel từ 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 không có máu xứ gì sợ. Hầu như cái mạng buồn ngủ thì vô phần mình buồn ngủ. Kiếm thêm một lực nhiều mà cái lấy họ coi là ngủ trước khi đi ngủ nhiều lắm. Trả lời mới biết à. Con bình thường Tập trung á. Cho cái ly quay nè, cái ly tập trung nè. Nó ghét à. sáng trời Trứng nhất luôn. Nói xong cái cứng mới nặng, mới nặng quá, cái cục kia to quá ông ơi, thì sao mới mình dứt này nặng mà nó nhỏ xíu. Nó sinh năm mấy cái ly, bộ cái ly cũng bằng tôi Không sao cái mừng mà. à. Chưa có gia đình à. Quan thì sư khỏe, ổn. Chuyển quan mấy lần 4 năm rồi mà con không chịu cưới. Chị ơi lần nữa hai cưới vậy. Thằng đây cũng thương con dữ.
nói răng chia tay cả đi. Ghê đó. Biết rồi, biết rồi. Cái Hà Nội đó. Ơi chị nghe em. Có em ơi. Trời ơi. Không nghe được cái gì luôn á. Đi ngoài đường kìa. Ba mái mà.